Hello, xin chào mừng các bạn đã quay trở lại với xe máy Hòa Bình Minh. Và ngày hôm nay thì các bạn có thể thấy là một cái siêu phẩm vừa về tới cửa hàng. Mình sờ vô thì vẫn còn nóng hổi luôn nha mọi người. Và đây là chiếc Super Coupe 125 phân khối. Và đặc biệt đây là một trong những cái màu mà Honda Việt Nam đã ém từ rất là lâu. Nhưng ngày hôm nay thì Honda Hòa Bình Minh đã về tới cửa hàng và cập nhật cho tất cả mọi người. Rồi chúng ta sẽ đi vòng quanh chiếc xe này xem màu sơn sẽ như thế nào. Mình thấy thì vừa nhìn thôi là mình đã thật sự là muốn mua chiếc xe này luôn rồi. Tuy nhiên thì chiếc xe này đã được một đại gia tại thành phố Biên Hòa nha. Bởi vì anh chủ nói là anh chủ sẽ về và anh chủ sẽ gọi là sao ta, chùm mền chiếc xe luôn, không chạy đâu nha mọi người. Đó. Và có một cái đặc biệt là anh chủ ở đây đã đợi để bốc được số là 9999. Tuy nhiên thì không biết là sắp tới có bốc được số đấy hay không thì mình chưa biết nha mọi người. Rồi, nói sơ qua một chút xíu về chiếc xe Super Coupe 125 này có cái gì hay. Thì đầu tiên thì mình sẽ nói nó sẽ sử dụng cho mình đó là chìa khóa thông minh Smart Key. Một chiếc xe nhập nguyên bản từ Thái Lan luôn nha mọi người. Vâng, và mọi người có thể nhìn thấy là cái màu sơn này mình thấy nó khá là đặc biệt nha. Tuy là màu đen mờ nhưng mà nó mang một cái vẻ đấy sang trọng, không giống như là Honda A-Plus hay là Solid đâu nha mọi người. Mà nó phù cho mình đó là màu sơn của những dòng xe SH350i luôn đó. Nó cực kỳ là sang luôn. Rồi mình nhìn thấy ống bô không? Đó, ống bô mà cũng được sơn đen nhám như thế này. Đây phải nói là một chiếc xe khá là hoàn hảo. Cùng với đó là in màu đỏ, mọi người có thể thấy. Mọi thì ngày hôm nay thì chủ chiếc xe này sẽ, như mình đã nói là cũng sẽ không có gắn máy, mà một chút xíu nó sẽ đưa ba gác trở về. Thì mọi người có thể nhìn thấy là cái độ quý hiếm của chiếc xe này nó như thế nào. Ok, và nói về một chút xíu về cân nặng thì chiếc xe nặng 109 kg, dung tích bình xăng là 3,7 lít, và chiều cao của in là 780 mm. Rồi, và hiện tại thì giá bán tại thành phố Biên Hòa, tại Hòa Bình Minh đang có giá là 97 triệu. Rồi, mọi người có thể lên trang fanpage của xe máy Hòa Bình Minh nha. Chúng ta cứ comment vô và muốn hỏi giá xe nào thì mình sẽ trả lời cho tất cả mọi người luôn. Quá là đẳng cấp luôn nha mọi người. Rồi, ok, bây giờ mình sẽ ngồi thử nha. Nếu như mà đi chiếc xe SH người ta gọi là đại gia, thì mình thấy nếu như mà bây giờ là chỉ có đại gia, trên đại gia thì mới sở hữu chiếc xe Super Coupe này thôi. Bởi vì những người mà sở hữu chiếc xe này thì mình nghĩ là SH là tầm thường rồi nha mọi người. Nhà chắc phải có bô chơi luôn rồi đó. Đó, mình ngồi đi rất đẹp luôn. Đi dạo phố, đi chơi cực kỳ xịn sò luôn nha mọi người. Super Coupe mà thắng đĩa nè. Đó, đèn LED này, không thiếu một cái gì ăn chơi cho mọi người luôn. Rồi, ok, như vậy là chủ công ty ba gác cũng đã tới chở xe. Chủ công ty ba gác cũng đã tới chở xe, chiếc xe này về tận nhà cho chủ nhân của chiếc xe này. Rồi, bây giờ thì mọi người yêu quý thì hãy luôn luôn đồng hành cùng với Hòa Bình Minh. Bây giờ thì mình phải chạy xe thôi. Xin chào, hẹn gặp các bạn trong các chương trình tiếp theo.